bài bản của ông cư sĩ Trần Khắc Chung. Tôi đọc trước rồi sẽ giải. Thượng sĩ Phật Hoàng Chi Tổ Đăng Giả, Tương Tâm Dĩ Tâm, Phật Xã Kim Luân Vương Vị, Tọa Bồ Đề Thọ, Diễn Vô Thượng Thừa, Độ Vô Lượng Chúng, Tác Nhân Duyên Sư, Thượng Cổ Thật Khai Ngộ Chi, Thượng Sĩ Dĩ Tại Gia Bồ Tát, Chánh Phật Gia Phong, Đề Cởi Cú Ngữ, Dẫn Hậu Học, Trác Hồ Hữu Quang, Phật Hoàng Thật Hành Tự Chi, Tại Hồ Kế Thích Ca Lão, Thọ Nhiên Đăng Ký, Thành Đẳng Chánh Giác, Phật Hoàng Dĩ Chi, Tại Hồ Lục. Đúng rồi, Tại Hồ Lục, chữ Lục đó là nên đó mình chấm. Bát Lăng Vương, Vấn Dung Thiền Sư, Đáo Cứu Cánh Sứ, Thượng Sĩ Dĩ Chi, Cái Phật Hoàng Chi Tâm, Khởi Hồ Phật Tổ Chi Vức, Thượng Sĩ Chi Ngữ, Cùng Hồ Tam Tánh Chi Nguyên, Vi Thượng Sĩ. Bất năng thành Phật Hoàng Chi Đại Báo, Phật Hoàng Khởi Năng Đăng Thượng Sĩ Chi Quẩn Thành Nó Vững Tai, Nhi Sử Hôn Giả Minh, Hội Giả Thính Thị Đại Hữu Trợ Ư Phật Giáo Giả, Phật Hoàng Nhất Nhịch Mạng Trì Kỳ Lục Lai Cao Biết, Duy Trì Phật Pháp Tại Quốc Phương Đại Thành, Thả Biệt Cầu Nhất Tự Tịnh Lũ và Lũ Bản Dĩ Quang Kỳ Truyền, Kim Thượng Hoàng Đế Toại Mạng Thành Khắc Chung, Cảnh Bạc Kỳ Hậu, Tắc Văn Hán Thiên Chương, Chiêu Dương Chiêu Yết Ư Tiện Hỷ Thành Khắc Chung, Bái Thọ Kỳ Lục, Phàm Hương Phục Độc, Thủy Yên Như Thúy, Thúy Như Túy, Kế Yên Như Tỉnh, Trung Yên Tâm Mục Minh Yên, Sơ Bất Tự Tri Thì Sở Dĩ Nhiên Như Nhiên, Thành Cảnh Thử Bút Dĩ Bạc, Trần Triều Tuệ Trung Thượng Sĩ Nguyễn Lộc Lục Chung hết á. Thì như vậy cái bài này rất là khó, vì cái lối hồi xưa viết cái lên hàng xuống hàng theo cái những cái tên của vua, cho nên rồi mình đọc mình khó mà không ra tình trạng được. Thì đây tôi dịch lời bạc. Thượng sĩ là ngọn đèn của Phật Hoàng, lấy tâm truyền tâm. Đức Phật bỏ ngôi vị vương giả, đến ngồi dưới cội Bồ Đề thành chánh giác, diễn nói thừa vô thượng, độ vô lượng chúng sanh, làm thầy trời người. Người xưa thật được khai ngộ. Thượng sĩ làm Bồ Tát tại gia, chánh hưng gia phong của Phật, đề khởi câu nói dẫn dắt người hậu học được ánh sáng siêu việt. Phật Hoàng thật được thành tựu chỗ này. Nói theo Phật Thích Ca được Phật Như Đăng thọ ký thành đẳng chánh giác, Phật Hoàng lấy đây ghi thành quyển luật. Bát Lăng Vương hỏi Thiền Sư Dung đến chỗ cứu cánh, Thượng Sĩ lấy đó làm chỗ tựa. Bởi vì tâm Phật Hoàng khởi từ cảnh giới Phật Tổ, lời của Thượng Sĩ cùng tột nguồn tâm tánh, song Thượng Sĩ không thể làm thành đại báo cho Phật Hoàng, Phật Hoàng cũng không thể lên được chỗ uẩn tích
của thượng sĩ, mà hai phía người tối được sáng, kẻ điếc được nghe. Đây là sự trợ lực lớn lao cho Phật giáo vậy. Một hôm Phật Hoàng sai người mang quyển lục này đến, bảo rằng duy trì Phật pháp là nhiệm vụ của quốc vương đại thần. Hãy viết riêng lời tựa và khắc bản in để cho sự truyền bá được sáng tỏ. Nay thượng hoàng đế Trần Anh Tông sai thần Trần Khắc Chung làm lời bạc ở sau, tức là nói theo vần ngăn hán trói lọi ở trước. Thần Trần Khắc Chung bái nhận quyển lục này, thắp hương kính đọc, mới đầu như sai, kế đó như tỉnh, lúc sau tâm mắt sáng rỡ, không tự biết vì sao mà được vậy. Thành kính cảnh đặt bút viết lại bạc Trần Khắc Chung. Ở đây cái lời bạc này cũng có cái giá trị của nó. Hai, trước hết ứng dẫn thượng sĩ là ngọn đèn của Phật Hoàng, lấy tâm truyền tâm. Phật Hoàng là ai? Phật Hoàng tức là Ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà hay là vua Trần Nhân Tông. Hoàng là vua, vua Phật, Phật Hoàng tức là vua Phật. Cái chỗ này là cái chỗ lý án người Phật tử Việt Nam học Phật giáo đời Trần, tự mình có cái hãnh diện mới phải, mà lâu nay mình ít để ý. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là một vị thái tử đi tu, mà đã là thái tử đi tu cho nên khi thành đạo rồi thì Ngài đi giáo hóa nơi này nơi kia, ai nấy người ta cũng mến cũng kính. Bởi vì thấy một ông hoàng thái tử mà không muốn làm vua mà đi tu vậy thì ai cũng quý trọng. Còn ở đây vua Trần Nhân Tông đang ở cái ngôi vị vua mà lại hiểu đạo, ngộ đạo, rồi đi nhường ngôi cho con đi tu. Thì như vậy ông vua mà ngộ đạo, mà ngộ đạo tức là giác, cho nên giác gọi là Phật, mà ông vua gọi là Hoàng, Phật Hoàng, ông vua Phật. Thì bên kia ông thái tử thành Phật, này ông vua tu có giác ngộ, nhưng mà mình không dám nói thành Phật, sợ hơi to. Sợ hơi to cho nên mình chỉ nói là Ngài là Trúc Lâm Đại Đầu Đà thôi, chứ không dám nói là Phật. Nhưng mà những cái người đương thời đó kính Ngài, thấy Ngài như đã giác ngộ, vì vậy mình để Ngài là Phật Hoàng, nói Phật Hoàng. Như vậy thì thượng sĩ là ngọn đèn của Phật Hoàng, tức là thượng sĩ là cái người cầm đèn sáng rọi đường cho vua Trần Nhân Tông thấy được đạo, ngộ được đạo. Và Tuệ Trung thượng sĩ là người dùng tâm để truyền tâm cho Phật Hoàng, lấy tâm mà truyền tâm hay là ấn tâm. Đó là cái câu đầu nói rõ cái mục tiêu. Được kế, Đức Phật bỏ ngôi vương vị, ngôi vị vương giả, đến ngồi dưới cội Bồ Đề thành chánh giác, diễn nói thừa vô thượng, độ vô lượng chúng sanh, làm thầy trời người. Người xưa thật được khai ngộ. Đây dẫn chuyện Đức Phật. Đức Phật Ngài bỏ cái ngôi vị từ một ông hoàng để đi đến với cội Bồ Đề ngồi tu, sao được thành chánh giác. Khi thành chánh giác rồi, Ngài diễn nói pháp, trong pháp của Ngài nói thì vô gọi là những thừa vô thượng. Thừa vô thượng tức là cái thừa cao siêu tột cùng,
không có gì qua được, là độ vô lượng chúng sanh. Ngài nói pháp là độ vô lượng chúng sanh, làm thầy trời và người, thiên nhân sư đó, làm thầy trời và người. Bởi vì khi Ngài nói pháp có chư thiên trời đế thiết đi xuống nghe và quy y với Ngài, cho nên nó Ngài làm thầy trời người. Người xưa thật được khai ngộ thì như vậy, cái người thời của Đức Phật thật được Đức Phật khai ngộ cho rất nhiều, rất đông. Đó là dẫn chuyện của Đức Phật, thì dẫn chuyện thượng sĩ. Thượng sĩ làm Bồ Tát tại gia, nghĩa là chúng ta học tại trung thượng sĩ thì nhớ Ngài thọ giới Bồ Tát tu tại gia thôi, làm cư sĩ chứ không có cạo tóc xuất gia. Chánh hưng gia phong của Phật, tức là làm cho cái gia phong của Phật được phát triển mạnh mẽ. Đề khởi câu nói, tức là đem những cái câu nói khéo để hướng dẫn cho người sau tu hành, dẫn dắt người hậu học. Nghĩa là Ngài làm cho cái gia phong của Phật được phát khởi lên, đem những cái lời hay, những cái câu khéo để dẫn dắt kẻ hậu lai hay là người hậu học được ánh sáng siêu việt, để mà ta ngộ được cái lý thiền. Đó là cái ánh sáng siêu việt, đó là cái công của thượng sĩ đó. Phật hoàng thật được thành tựu chỗ này thì như vậy, vua Trần Nhân Tông nhân lời dạy của tuệ trung thượng sĩ mà Ngài ngộ được, cho nên gọi là thành tựu chỗ này. Như vậy thì trước dẫn Đức Phật, kế đó mình nêu lên cái công của thượng sĩ. Thượng sĩ đã làm cho vua Trần Nhân Tông ngộ được đạo. Rồi bây giờ noi theo Phật Thích Ca, được Phật Như Đăng thọ ký, thành đẳng chánh giác. Nghĩa là Ngài Trần Nhân Tông hay là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, Ngài noi theo cái gương Đức Phật Thích Ca, được Đức Phật Như Đăng thọ ký, thở trước thành Phật. Thì bây giờ Ngài Phật Hoàng lấy đây ghi thành quyển lục, tức là lấy lời dạy của tuệ trung thượng sĩ ghi lại, chép lại thành một bộ gọi là quyển ngữ lục. Như vậy là quyển ngữ lục này là do vua Trần Nhân Tông hay là do ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà ghi lại cái lời ông thầy đã dạy mình đem ra để ghi chép cho đời sau họ đọc họ biết, giống cũng như Đức Phật Thích Ca được Đức Phật Như Đăng thọ ký. Đó là cái hai cái hình ảnh nó rõ ràng. Như vậy thì Phật Hoàng, tức là Trúc Lâm Đại Đầu Đà đó, ghi lời dạy của thầy, tức là tuệ trung thượng sĩ, thành quyển lục để dành cho người sau đọc, người sau học theo. Bác Lăng Vương hỏi thiền sư Dung đến chỗ cứu cánh, thượng sĩ lấy đó làm chỗ tựa. Như vậy thì thượng sĩ học với ai và tựa vào cái gì mà làm thầy người sao? Thì đây mới nói tệ trung thượng sĩ lấy cái lời dạy của bác, của thiền sư Dung, do bác Lăng Vương hỏi, lấy cái đó làm chỗ cứu kính để mà chỉ dạy cho người sau. Thì cái chỗ này là cái chỗ nó làm cho nhiều người không có biết bác Lăng Vương là ai, thiền sư Dung là ai nữa, phải không? Thì đây có hết trơn chứ đâu phải không có. Đây tôi mới dẫn cho quý vị thấy, nếu mà mình không có mấy cái này thì sẽ lúng túng không biết cái đó là nói cái gì. Đây tôi đọc cái đoạn này để quý vị thấy. Thiền sư Dung, đây là thiền sư Pháp Dung ở núi Ngưu Đầu đó. Thiền sư Pháp Dung ở núi Ngưu Đầu. Sư họ Vi quê ở Duyên Lăng, Nhuận Châu,
Năm 19 tuổi, tôi đã học thông kinh sử, tìm xem Đại Bộ Bát Nhã, hiểu thấu lý chân không. Một hôm sư tự than, đạo nho sách đời không phải pháp cứu cánh, Bát Nhã chánh quá là thuyền bè xuất thế. Sư bèn vào ở ẩm núi Mao theo thầy xuất gia học đạo. Sau sư đến núi Lưu Đầu, ở trong thách đá trên ngọn núi phía bắc chùa U Thê. Lúc đó có các loài chim tha vong đến cúng dường, các loài thú dữ quanh quẩn bên sư không ngớt. Phản niên hiệu Trinh Quán đợt nhà Đường, tổ đạo tính nhân thấy khí tượng lạ, tìm đến gặp sư. Nhân đó sư được khai ngộ. Từ khi đắc pháp về sau, nơi pháp tịch của sư đại thạnh, Phản niên hiệu Vĩnh Quy đời Đường, đồ chúng thiếu lương thực, sư phải sang Đơn Dương Quá Duyên. Đơn Dương cách núi Lưu Đào đến 80 dặm. Sư đích thân ngang một thạch, tức là một tạ đó, tám đấu, sáng đi chiều về để cúng dường 300 tăng. Như vậy mà ngót 3 năm sư cung cấp không thiếu. Mình thấy cái công của người xưa cũng quá trình, phải không? Vì nuôi tăng lẽ ra thì mình sai là đi quyên đi tới về chứ đích thân ngài đi quyên tới về để nuôi tăng. Quan ấp tể tên Tiêu Nguyên Thiện thỉnh sư giảng kinh Bát Nhã tại chùa Kiếm Sơn. Thính giả vân tập, sư giảng đến phẩm diệt tỉnh, đất chấn động. Bác Lăng Vương hỏi sư, Bác Lăng Vương tức là cái một nhân vật ở trong cái hội đó, hỏi sư: khi cảnh duyên sắc phát, không nói duyên sắc khởi, làm sao biết được duyên muốn dứt cái khởi ấy? Sư đáp: cảnh sắc khi mới khởi, sắc cảnh tánh vốn không, vẫn không. Vốn không người biết duyên, tâm lượng cùng tri đồng. Soi gốc pháp chẳng pháp, khi ấy khởi tự dứt. Ôm tối sanh hiểu duyên, khi duyên tâm chẳng theo. Chỉ như trước khi sanh, sắc tâm không nuôi dưỡng. Từ không vốn vô niệm, tưởng thọ ngôn niệm sanh. Khởi pháp chưa từng khởi, đâu cầu Phật chỉ dạy. Nhiều lắm, hỏi tới 10 câu. Rồi ông hỏi câu nữa: nhắm mắt không thấy sắc, cảnh lự lại thêm phiền. Sắc đã chẳng quan tâm, cảnh từ chỗ nào phát? Ngài đáp: nhắm mắt không thấy sắc, trong tâm động lự nhiều. Quyển thức giả thành dụng, há gọi trọn không lỗi. Biết sắc chẳng quan tâm, tâm cũng chẳng quan người. Vì đi có tướng chuyển, chim bay trong không thật. Nhiều lắm. Bây giờ nói hết cái này thì cũng là khá đáng kể. Ở đây tôi muốn nói cho quý vị thấy được cái chỗ tựa của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuy nhiên nhiều khi mình không có thấy được chỗ tựa đó thì mình lại hiểu lầm. Nên là nói rằng ngài không biết học với ai, tưởng như học với ngài Siêu Giao không. Nhưng mà đây thì nó có chỗ tựa. Hết thảy tới 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi thì ngài trả lời bằng một bài kệ. Những câu hỏi dài, bài kệ cũng dài, cho nên ở đây tôi chỉ trích giải thích cho một số câu thôi. Giờ tôi giải thích cái câu mà ông hỏi: khi cảnh duyên sắc phát, không nói duyên sắc khởi, làm sao biết được duyên muốn dứt cái khởi ấy? Nói khi mình duyên cảnh, tức là khi cảnh duyên cái sắc mà phát, cảnh duyên sắc mà phát, không nói duyên sắc khởi, tức là không nói duyên sắc mà nó ra, thì làm sao mình biết được cái duyên mà muốn dứt được cái khởi đó? Thì thật ra cái câu hỏi này nghe nó hơi tối nghĩa. Nói rằng cảnh duyên sắc phát thì đúng ra mình phải hiểu cách khác là khi
các cái hình sắc nó nương nơi cảnh mà hiện ra, phải không? Rồi không nói duyên nơi sắc khởi, nhưng mà không nói cái hình sắc đó nó từ nơi các cái cảnh mà khởi lên. Bây giờ mình làm sao mình biết được cái duyên của nó và muốn dứt được cái khởi của nó? Thì cái hai cái câu này là ý muốn hỏi rằng các cái sự vật giữa thế gian này, cái nào nó cũng từ duyên mà khởi, từ duyên mà tạo thành. Đó. Như cái nhà là từ các cái phần nào gạch, nào ngói, nào gỗ vân vân, thì những cái phần đó cho nói là cảnh. Rồi cái nhà thành hình của đó là sắc. Đó. Như vậy thì duyên nơi cảnh mà mới tạo thành hình sắc, hình sắc đẹp, hình sắc xấu vân vân. Như vậy đó, nếu mà không nói cái duyên sắc khởi, nếu mà nói sự vật này không phải tự nó có cái duyên nơi cái cảnh, tức là những cái nguyên nhân hay là những cái yếu tố trước để mà tạo thành cái hình sắc, thì như vậy làm sao mà mình biết được cái duyên của nó và làm sao mình dứt được cái khởi của nó? Bây giờ nói dễ hiểu là muôn sự muôn vật là do duyên hợp mà thành hình thành sắc. Như vậy thì làm sao mình biết rõ được cái duyên nó và làm sao để dứt cái hình sắc đó? Đó là nói gọn. Thì đây là trả lời: cảnh sắc khi mới khởi, sắc cảnh tánh vẫn không. Đó. Cảnh sắc, sắc tức là hình sắc, cảnh tức là những cái nguyên nhân hay là những yếu tố để hợp lại thành cảnh, thành sắc. Thì những cái đó nó mới khởi, nhưng mà sự thực ra hai cái đều là tánh không. Ví dụ như cái nhà, khi thành cái nhà là sắc, thì cái nhà này do duyên hợp nó là tánh không, phải không? Nhưng mà giờ hỏi cái tường, cái cột hay là tấm vách, cái gì đó, bây giờ tấm vách tự nó có thành tấm vách không? Thì nó là do từng viên gạch rồi từng miếng hồ ráp lại. Thì như vậy cái tấm vách cũng là không, nó duyên hợp cho nên là không. Cho nên nó cảnh sắc cảnh tánh vẫn không. Đó. Như vậy thì cả sắc cả cảnh hai cái đều không. Vốn không người biết duyên. Đó. Như vậy thì mình nói rằng như vậy thì cái cảnh ở ngoài, cái nhà không thiệt và những vật liệu làm thành cái nhà không thiệt đều là duyên hợp, không có tự tánh, tức là không thiệt. Như vậy thì cái người biết cái nhà đó thiệt không? Thiệt không? Người đó cũng là duyên hợp, cho nên vốn không người biết duyên, ba cái đó đều là không thiệt hết, một chùm. Rồi tâm lượng cùng tri đồng. Nên là tâm lượng của mình cùng với cái biết đó, nó là đồng. Soi gốc phát chẳng phát, khi ấy khởi tự dứt. Nè, soi gốc phát chẳng phát là sao? Thì đúng là bị đương tu đây. Nhìn lại thấy tâm có khởi hay là không khởi, nhìn tận cái gốc của nó có phát hay là nó không có phát, nhìn lại như vậy khi ấy khởi tự dứt. Thì mình nhìn thẳng như vậy thì cái tâm niệm nó liền dừng, nó không chạy nữa. Đó là để chỉ rõ cái sự tu hành như vậy. Ôm tối sanh hiểu duyên, khi duyên tâm chẳng theo, chỉ như trước khi sanh sắc tâm không nuôi dưỡng. Ôm tối sanh hiểu duyên tức là mình ôm ấp cái mờ mịt mà muốn hiểu thấu suốt cái lý duyên á, thì cái đó là khó mà hiểu được. Khi duyên
tâm chẳng theo. Bây giờ chỉ khi mà duyên nó giấy, nó tạo ra mà tâm mình không dính không mát, chỉ như trước khi sanh, tức là trước khi mọi sự vật nó chưa có, nó chưa giấy khởi, sắc tâm không nuôi dưỡng, thì như vậy sắc ở bên ngoài, tâm ở bên trong, hai cái nó không có dính mắt nhau, không nuôi dưỡng nhau. Từ không vốn vô niệm, tưởng thọ ngôn niệm sanh, khởi pháp chưa tình khởi, đâu cầu Phật chỉ giải. Từ không vốn vô niệm, bởi vì nếu mà biết các pháp nó không có tự tánh, nó không có thiệt, thì tâm niệm mình nó cũng không có giấy. Mà sở dĩ nó giấy là tại tưởng, tại thọ, tại ngôn. Tưởng là tưởng tượng, thọ là cảm giác, ngôn là phát lời nói, do đó mà niệm sanh. Khởi pháp chưa tình khởi, như vậy thì cái niệm sanh khởi đó vốn nó trước chưa từng có, mà nếu biết nó chưa từng có thì đâu cần Phật chỉ giải, thì như vậy đâu có cầu xin Phật giải làm gì. Những cái câu đầu này nghe khó hiểu. Bây giờ cái câu hỏi kế: nhắm mắt không thấy sắc, cảnh lự lại thêm phiền, sắc đã chẳng quan tâm, cảnh từ chỗ nào phát. Câu hỏi này dễ hiểu hơn. Như mình ngồi thiền, lúc mình ngồi thiền có mắt mình ngó xuống, không có nhìn cái gì, thì đó nhắm mắt không thấy sắc, đâu có thấy hình sắc bên ngoài, mà cảnh lự lại thêm phiền. Mà sao lúc đó nó nghĩ tứ tung vậy, nó nghĩ lăng xăng vậy, nghĩa là lẽ ra mình không thấy cảnh lúc nó định nghĩ, không nghĩ, phải không? Tại sao khi không nó thấy cảnh lại nghĩ nhiều, còn khi mình đi ngó trời, ngó mây, nó thông, nó hồ thì lại không có nghĩ. Còn khi mình ngồi coi như nhắm mắt ha, nó xuống vậy mà lại nghĩ nhiều, tại sao vậy? Sắc đã chẳng quan tâm, sắc nó không dính gì với tâm, cảnh từ chỗ nào mà khởi mà phát. Như vậy thì cái cảnh sắc ở ngoài lúc đến không dính gì với mình, mà tại sao thì cảnh đó ở đâu, ở trong này rồi ra ngoài vậy? Đó là câu hỏi này nó thiết thực, nó gần với mình nhiều. Sư đáp: nhắm mắt không thấy sắc, trong tâm động lự nhiều. Nhắm mắt không có thấy hình sắc bên ngoài, mà trong tâm mình có nhiều cái động lự đó, là tại sao? Quyển thức giả thành dụng, há gọi trọn không lỗi. Như vậy thì có những cái hình ảnh ở trong lúc mình ngồi thiền, mình không có nhìn cảnh mà nó có hiện ra, đó là do quyển thức nó giả thành ra cái hình trước đó. Quyển thức tức là những cái quân tập trước đó, rồi nó phát ra, nó thành cái hình trước. Nếu có những hình trước đó là có lỗi rồi, nó có những cái lỗi lầm. Biết sắc chẳng quan tâm, tâm cũng chẳng quan người, tùy đi có tướng chuyển, chim bay trong không thật. Nếu mình biết sắc ở trong khi mà mình ngồi nhắm mắt hay mình ngó xuống mà có những cái hình bóng nó dấy lên á, mình đừng có quan tâm nó, đừng có quan tâm, đừng quan tâm. Để đây tôi dùng cái từ sao là không theo, phải không? Thấy khởi thì không theo, đó không quan tâm. Tâm cũng chẳng quan người, nghĩa là nếu mình không có quan tâm tới cảnh thì cái tâm mình cũng không có dính dáng với ai, với mình nữa. Tùy đi có tướng chuyển, cũng như người đi, mình bước đi thì thấy cái thân mình nó có những cái hình tướng, nó cái tướng mà đi thì hai tay làm sao? Hai tay làm gì? Hai cái tay mình bước, hai chân mình bước, thì hai cái tay lấy trớn, thấy không? Lấy trớn, người ta gọi là đến đồng xa đó. Tức là để lấy trớn gì? Nghĩa là miếng đi thì nó tự nó chuyển như vậy, chứ còn không chuyển là đi không được. Chim bay trong không thật, nghĩa là thấy con chim bay trong hư không, mình muốn tìm cái dấu vết của nó cũng không có, nó bị gì nó không có dấu vết. Thì đó là để trả lời tại sao khi mình ngồi yên một chỗ, ngó xuống nhắm mắt lại, lại có nhiều cái nghĩ lăng xăng,
Cái đó quý vị thấy có đúng không? À, đúng vậy đó. Thì cái nghĩ lăng xăng đó là quyển thức nó hành, thì cái đó nếu theo nó thì có lỗi, còn không dính dáng nó thì không có lỗi lầm gì. Giờ câu hỏi thứ ba nữa. Cảnh pháp không trở nơi, duyên đó hiểu biết sanh, cảnh mất hiểu lại chuyển, hiểu bèn biến làm cảnh. Nếu dùng tâm kéo tâm, lại thành biết bị biết, theo đó cùng nhau đi, chẳng lìa mé sanh diệt. Câu hỏi, ông nói rằng khi cái cảnh nó phát ra, nó không có nơi chốt, tức là cảnh này là cảnh trong tâm mình á, nó phát ra thì nó không có nơi, chỗ nơi nào là duyên đó hiểu biết sanh. Nhưng mà duyên đó thì mình có cái hiểu biết, có cái phân biệt. Cảnh mất hiểu lại chuyển, nếu cảnh nó lặng thì cái hiểu biết nó chuyển dời đổi. Hiểu bèn biến làm cảnh thì cái hiểu biết nó lại biến thành cảnh. Thì ở đây quý vị nhớ rõ ràng, ví dụ như mình ngủ, mình mộng, thì cái mộng nó từ đâu ra? Nó có chỗ nơi không? Nó không chỗ nơi. Nhưng mà khi mình mộng giấy lên rồi, để giật mình thức dậy thì mình có nhớ cái mộng đó không? À, cái mộng giấy lên không chỗ nơi, nhưng mà khi qua cái cơn mộng mình tỉnh rồi mình vẫn nhớ là cái hình ảnh mộng. À, thì ở đây cũng vậy, nghĩa là cảnh pháp không chỗ nơi, duyên đó hiểu biết sanh, cảnh mất hiểu biết hiểu lại chuyển, hiểu bèn biết làm cảnh. À, nếu dùng tâm kéo tâm lại thành biết bị biết. À, nếu mình dùng cái tâm để mà diệt tâm, chữ kéo đây cũng có là lôi kéo lại hay là tiêu diệt nó, thì như vậy như mình vừa chế cái niệm gì đó, cái mình liền khởi cái niệm diệt cái niệm đó thì gọi là tâm kéo tâm. Thì như vậy thì có cái bệnh gì, thì thành ra có cái bị biết và cái hay biết và cái bị biết đối đãi. À, theo đó cùng nhau đi, thì như vậy có cả hai, mà đã có hai chẳng lìa mé sanh diệt, như vậy thì còn bị trong sanh diệt. Ngài đáp: tâm sắc trước sau giữa, thật không cảnh duyên khởi, một niệm tự ngừng mất, ai hay tính động tịnh, đây biết tự không biết, biết biết duyên chẳng hợp, nên tự kiểm bản hình, đâu cầu tìm ngoại cảnh. Cảnh trước không biến mất, niệm sau chẳng hiện ra, tìm tranh chấp bóng huyền, bàn dấu đuổi chim bay. Muốn biết tâm bản tánh, lại như xem trong mộng, vì đó ví đó bằng tháng sáu, nơi nơi đều giống nhau, trốn không trọn chẳng khỏi, tìm không lại chẳng thành, thử hỏi bóng trong gương, tâm từ chỗ nào sanh. Đây là câu trả lời này hay nhưng mà dài. Đầu tiên là nói tâm sắc trước sau giữa ba thời, đứng về mặt tâm sắc thì trong ba thời thật không cảnh duyên khởi, nó không có cái gì mà thực hết, không có cái duyên khởi thật. Nói đúng ra đứng về mặt tâm mặt sắc, xét về ba thời quá khứ hiện tại vị lai thì nó đều là không thật, nó không có khởi. Một niệm tự ngừng mất, ai hay tính động tịnh. Nếu một cái niệm dấy lên mà nó lặng đi thì cái động cái tịnh ai mà còn biết được nữa. À, đây biết tự không biết, biết biết duyên chẳng hợp. À, thì cái biết, cái khi mà cái động tĩnh nó lặng rồi thì cái biết này biết mà không phải biết. À, biết mà nó không phải là cái biết của cái giấy niệm. Đây biết không biết tự không biết, biết biết duyên chẳng hợp. À, cái biết này tức là cái tri này nó không phải là theo duyên,
không phải chạy theo cái biết bên ngoài, cho nên biết duyên chẳng hợp là không chạy theo duyên bên ngoài, nên tự kiểm bản hình, tức là nhìn lại chính mình, phản quan lại mình, đâu cầu tìm ngoại cảnh chứ không có nên đuổi theo cảnh bên ngoài. Cảnh trước không biến mất, niệm sau chẳng hiện ra. Thì cảnh trước tự nó như vậy, niệm sau cũng không có hiện. Cảnh trước không biến mất tức là mình không phải quán cho cái cảnh mất. Cảnh thì cảnh, mà tâm không có giới niệm thì như vậy, đó là trúng. Tiền căn chấp bốn quyền, nếu mà mình cứ đuổi theo cảnh, mình khởi niệm đuổi theo cảnh, giống như là mình tìm trăng mà mình đuổi, mình chấp, mình nhìn cái bóng ở dưới đáy nước, bàn dấu đuổi chim bay, cũng như chim bay mà mình bàn cái dấu tích của nó, nó để cái dấu thế nào, đó là hai cái rỗng vô ích. Muốn biết tâm bản tánh, muốn biết cái bản tánh của tâm mình, lại như xem trong mộng. Như trong mộng đó, thì cái cảnh trong mộng nó có thật hay không? Ví đó băng tháng 6, hay là nói tháng 6 mà có băng, thì xứ mình cái ví dụ này mình không hiểu. Nói băng mình không biết băng sao, phải không? Mà tháng 6 là mùa hè, đây là nói ở miền Bắc của Trung Quốc. Mùa tháng 11, tháng Chạp âm lịch thì mới có băng. Còn tháng 6 là mùa hè thì nó không có băng. Mà nói rằng nếu mình muốn biết bản tánh mình như xem cái cảnh trong mộng, hay là như là băng tháng 6, hai cái đó đều không có, nơi đều giống nhau, tức là cá pháp và không thiệt. Nói một cách khác hơn, nếu mình muốn biết rõ tâm tánh mình đúng như thật, thì mọi pháp, mọi sự vật bên ngoài đều biết nó là ảo tưởng không thật, như mộng, như băng tháng 6, vân vân, những cái đều không có thiệt hết. Biết không thiệt thì mới biết được cái bản tánh của mình. Trốn không trọn chẳng khỏi, tìm không lại chẳng thành. Như bây giờ chúng ta nói, bây giờ tôi muốn chạy trốn nữa không? Chạy trốn được không? Miễn còn chạy tức là còn ở trong hư không. Mà giờ muốn tìm hư không, tìm được không? Thì như vậy tất cả chúng ta sống trong hư không, nhưng mà tìm hư không thì không ra. Thử hỏi bóng trong gương tâm từ chỗ nào sanh. Như vậy thì chúng ta đang ở trong cái thể chân thật của mình, tức là cái bản tánh của mình, lúc nào cũng là đương ở trong đó, mà muốn tìm nó thì không thấy, không biết. Giống như mình đang ở trong hư không, mà mình muốn chạy cho phải hư không thì chạy không được, mà muốn tìm hư không, sờ mó nó đi coi, cũng không được. Bởi vậy cho nên ngàn cái ví dụ, nó thử hỏi bóng trong gương, tâm từ chỗ nào sanh, kêu cái chú ở trong gương mà mình thấy đó, hỏi cái bóng, hỏi cái tâm từ chỗ nào ra, chúng nó có trả lời được cho mình không? Đó là cái lối trả lời khéo léo của ngài. Thì nhiều quá ở đây không thể giảng hết, bởi vì cái câu chuyện này nó rất là hay, nhưng mà nó quá dài. Thì tôi nói gọn lại cho quý vị nhớ. Sở dĩ Bát Lăng Vương hỏi thiền sư Pháp Dung, mà cái lời hỏi đó nó rất là thâm thúy, do đó mà ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ ngài lãnh hội được cái đó. Vì vậy mà ngài lấy cái đó làm cái chỗ tựa để mà giảng dạy lại cho cái người sau. Cho nên đây là sự trợ lực lớn lao cho Phật giáo vậy. Thượng Sĩ lấy đó làm chỗ tựa là câu đó. Bởi vì tâm Phật Hoàng khởi từ cảnh giới Phật Tổ, lời của Thượng Sĩ cùng tột nguồn tâm tánh. Nói rằng Phật Hoàng là cái người đã có cái tâm thấu suốt được cảnh giới Phật Tổ, tức là ngộ được cái chỗ Phật Tổ chỉ. Còn lời của Thượng Sĩ thì lại cùng tột nguồn tâm tánh đó,
cho nên rồi nó khế hợp. Song thượng sĩ không thể làm thành đại báo cho Phật Hoàng, Phật Hoàng cũng không thể lên được chỗ uẩn tích của thượng sĩ. Mà hay khiến người tối được sáng, kẻ điếc được nghe. Bởi vì thượng sĩ tuy có cái công làm ngọn đèn soi cho Phật Hoàng thấy được lối đi, nhưng mà không phải thượng sĩ làm thành cho Phật Hoàng được cái đại báo. Đại báo tức là nó có hai mặt. Đại báo là cái quả báo lớn. Quả báo lớn một là do cái ngộ đạo rồi làm lợi ích cho chúng sinh, gọi đó là đại báo. Hai nữa là cái thân này, cái thân này được phát triển, được tốt đẹp thì ta cũng gọi là đại báo. Nhưng mà chữ đại báo ở đây nhắm vào cái chỗ là thượng sĩ không thể làm được, làm thành đại báo cho Phật Hoàng, tức là không có làm thành được cái chỗ ngộ đạo cũng như cái chỗ lợi ích chúng sanh của Ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Vì cái đó ngộ là Ngài ngộ, cái người khác làm ngộ không được. Cũng như mình làm lễ với chúng sinh thì mình làm, cái người khác không thể bảo mình làm được. Rồi Phật Hoàng cũng không thể lên được chỗ uẩn tích của thượng sĩ, tức là cái chỗ chứa nhóm tích lũy của Ngài. Những cái gì Ngài thấu suốt, Ngài tích lũy đó, Phật Hoàng cũng không thể tới chỗ đó được. Vì của ai thì người đó được, của ai thì người đó thấy, chứ không thể người này thấy của người kia được. Tuy như vậy mà hay khiến người tối được sáng, kẻ điếc được nghe. Tuy vậy mà ghi được lời dạy này, khiến cho người tối đọc họ liền được sáng, kẻ điếc nghe cái hết điếc. Thì hai cái câu này để nói giống như trong kinh A Hàm luôn luôn là hay nói rằng Phật thuyết pháp cho hàng Phật tử nghe, nghe xong rồi thì mọi người đều tỉnh ngộ, giống như là kẻ mù được thấy, người cúi được ngước, người điếc được nghe, vân vân. Đó là cái ý nghĩa để nói rằng nhờ cái lời dạy của Ngài Tịch Trung Thượng Sĩ được Ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà ghi chép lại, khiến cho người sau đọc được sáng, vừa dồi cho điếc cũng được nghe. Đây là sự trợ lực lớn lao cho Phật giáo vậy. Đó là cái sự trợ lực lớn cho Phật. Một hôm Phật Hoàng sai người mang quyển lục này đến, bảo rằng duy trì Phật Pháp là nhiệm vụ của quốc vương đại thần. Hãy viết riêng lời tựa và khắc bản in để cho sự truyền bá được sáng tỏ. Đó là khi đó Ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà mới bảo vua Trần Nhân Tông, vua Trần Nhân Tông phải làm bài tựa và phải khắc bản in. Nay thượng hoàng đế, tức là Trần Nhân Tông, sai thần Trần Khắc Chung làm lời bản ở sau, tức là noi theo vần ngân hán chói lọi ở trước. Vần ngân hán tức là sao ngân, sao hán đó, tức là những cái ngôi sao lớn sáng rỡ đó. Như vậy thì Ngài Trần Khắc Chung làm cái bài này là nhìn lại nương theo cái lời dạy của Ngài Tể Trung Thượng Sĩ Kinh Dân, để lấy cái đó làm cái chỗ tựa mà viết ra, chứ không phải là tự ý viết được. Thần Trần Khắc Chung bái nhận quyển lục này, thắp hương kính đọc. Mới đầu như sai, kế đó như tỉnh, rốt sau tâm mắt sáng rỡ, không tự biết vì sao mà được vậy. Khi mà cầm cái quyển lục này ngày đầu, ông đọc lúc đầu thì ông đọc như là kẻ sai không biết gì hết, nó đọc tới đâu cũng mờ mờ vịt vịt. Chữ sai này không phải là sai mê, mà như kẻ sai đọc mà không hiểu, không biết. Kế đó như tỉnh, đọc một thời gian rồi cái liền như sáng mắt lên, hiểu được. Rốt sao tâm mắt sáng rỡ, tới sau đọc xong rồi thấy tâm mắt sáng rỡ.
không thể biết vì sao mà được vậy, không biết tại sao mà mình đọc thằng đầu tối mò sao lại sáng rỡ, tại sao vậy? Đó là cái nghi vấn mà Ngài đặt ra. Bởi vậy cho nên thành kính cẩn đặt bút viết bạc lời bạc, như vậy cho nên viết lời bạc sau này. Đó là xong cái phần của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, hay nói cái khác là Tuệ Trung Thượng Sĩ Nữ Lục. Khi mà giảng xong cái phần này, lý đáng là tôi có thì giờ tôi phải kết thúc lại cho quý vị dễ nhớ, nhưng bây giờ tôi ít quá không có kết thúc được chu toàn, nhưng mà tôi cũng nói một vài nét cho tất cả ý thức. Chúng ta học một cái quyển sách nào, chúng ta cũng phải nắm vững được cái tinh thần hay là những cái cốt lõi của quyển sách đó, thì sự tu của chúng ta nó mới dễ tiến. Như đọc cuốn Tuệ Trung Thượng Sĩ thì chia ra tới mấy phần. Ở đây trong phần của mình ghi để cho tất cả học nó chia mấy phần. Phần lịch sử, thấy không? Rồi phần gì nữa? Phần đối cơ, thấy không? Rồi phần gì nữa? Phần gì tổng? Rồi tới phần thi tổng là sao? Phần tổng cổ, thấy không? Phần đối cơ, tổng cổ, rồi mới tới thi tổng chót. Như vậy thì trong mấy phần đầu tiên là chúng ta viết qua lịch sử của Ngài, kế đó là sự đối cơ, tức là ai hỏi han đạo lý thì Ngài trả lời, kế đó là tụng cổ, những cái lời hay bí hiểm của người xưa Ngài tụng lại cho mình nghe, mình hiểu, rồi sau mới được thi tụng là tự cõi lòng của Ngài có thấy, có cảm những cái gì đó Ngài ghi, Ngài nói ra, thì như vậy đó là thi tụng. Thì qua bốn phần đó thì chúng ta thấy rõ ràng, nhất là ở trong cái phần thi tụng có những bài ca như là Phật Tâm Ca là một, rồi Phóng Cuồng Ca là hai, rồi tới những cái bài Phàm Thánh Bất Nhị, Sanh Tử Nhàn Như Lý Nhàn Mà Thôi, vân vân. Thì đó là những cái bài gọi là thố lộ tâm huyết của Ngài cho chúng ta thấy. Đó là tâm huyết của Ngài để chỉ cho chúng ta thấy rằng như Phật Tâm Ca, tức là tâm và Phật không có hai, phải không? Trọng tâm cái bài đó chỉ chúng ta thấy Phật và tâm không hai. Rời tâm không có Phật, rời Phật không có tâm. Đó. Rồi kế đó nữa là chỉ cho chúng ta biết rằng phàm và thánh cũng không hai. Rồi cuối cùng là hai vấn đề then chốt của con người, của cuộc sống là sống và chết, phải không? Con người có mặt ở trên thế gian này ai cũng băn khoăn, lo sợ ngày mai mình sẽ chết. Cái chết nó buồn khổ như thế nào ai cũng sợ hết. Như vậy thì chỉ quý cái sống, sợ cái chết. Nhưng với con mắt của người đạt đạo, thấy sống, chết hai cái đều nhàn hết. Nhàn thôi vậy, phải không? Nghĩa là chết sống nhàn thôi vậy, không có gì quan trọng hết. Thì như vậy, nếu mà chúng ta đọc mấy bài thơ, bài ca đó, chúng ta chỉ thấy Ngài nói chết sống nhàn thôi vậy thì chúng ta cũng hiểu, nhưng mà không có tin chắc rằng Ngài nói được mà Ngài đã làm được, phải không? Nếu chúng ta không đọc sử, vì vậy mà chúng ta phải học sử của Ngài trước để biết rõ rằng những cái gì Ngài thố lộ ra, Ngài chỉ dạy cho người sau là những cái Ngài ứng dụng được ngay trong cuộc sống của Ngài. Cho nên sửa soạn tắt thở thì Ngài sao?
nằm duỗi chân trên cái bộ ngựa bộ ván, nhắm mắt tưởng tượng đi, thề thiếu quản quá khóc rống lên, khóc lên thì thôi ngồi dậy xúc miệng rửa mặt, dậy cho dài câu cái nằm xuống đi. Như vậy thì chết sống nhàn không? Như vậy thì mới thấy rằng những cái gì Ngài nói Ngài đã ứng dụng được, mà ứng dụng được đó là do khéo tu chứ không phải tự nó có. Bởi vì cái người học đạo là mình phải tìm hiểu cho tường tận, mà hiểu tường tận rồi phải ứng dụng tu cho đến nơi đến chốn thì có kết quả đúng như sở nguyện của mình. Chứ còn nếu chỉ hiểu mà không ứng dụng tu thì cái hiểu đó chưa có thể đạt đúng như cái sở nguyện. Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngài đã làm được cái điều đó. Mà ở đây cái kỳ đặc nhất là một con người đang sống ở trong gia đình mà học đạo, ngộ đạo, rồi sống được với đạo và đối với sanh tử một cách tự tại, thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rất là hy hữu. Ở Trung Hoa, ai người ta cũng tán thán ông Bàn Long Quẩn hay là gia đình của ông Bàn Long Quẩn. Thì ở Việt Nam mình cũng có một người cư sĩ tương tự như vậy mà ít khi khi nào mình nhắc tới. Có không? Đọc sấm giảng hay là đọc những cái bài sám ở cửa trong chùa đó thì nhắc ông Bàn Long Quẩn hoài mà chưa có ai nhắc tới Tuệ Trung Thượng Sĩ bao giờ. Thì như vậy mới thấy rằng cái nhìn của mình là cái nhìn hướng ngoại, cái gì ở ngoài là hay, còn cái gì trong nước mình là thường. Cái bệnh đó là cái bệnh hết sức về trầm trọng. Cho nên ở đây tôi muốn nhắc cho tất cả quý vị biết, chúng ta học Phật thì gốc là Đức Phật. Chúng ta phải hiểu Ngài tu thế nào, Ngài truyền bá như thế nào. Rồi kế đó là chúng ta học Tổ, phải biết các ông Tổ truyền bá từ Ấn Độ sang Trung Hoa đến Việt Nam như thế nào. Nhưng mà cái gần nhất của chúng ta là những cái bậc thầy đã từng sống trên đất nước Việt Nam, truyền bá Phật Pháp trên đất nước Việt Nam như thế nào. Cái đó mà chúng ta không biết thì chúng ta nói học Phật mà học chỉ có một hai chặng ở ngoài thôi, chứ còn cái chặng cuối nó gần gũi nhất như chúng ta lại không biết. Mà cái chặng cuối này gần gũi với mình không biết, tức là mình bị cái lỗi là đứt đoạn, phải không? Mà tôi hỏi quý vị, nếu mình biết ông Cố, ông Sơ, rồi tới ông nội, mà ba mình không biết, ba má mình không biết, thì cái biết của mình đó nó thực chưa? Nếu không có cái ông ba mình, má mình làm sao có mình? Mà chỉ biết ông Cố, ông Sơ thôi, cả ngày tán tụng ông Cố, ông Sơ của mình thế này thế kia, mà ba má mình không biết gì tới hết. Thì đó có phải là một cái khuyết điểm lớn lao hay không? Bởi vậy cho nên chúng ta phải nhìn thực tế, nghĩa là khi Đức Phật ở Ấn Độ truyền bá như thế nào, sang Trung Hoa truyền bá thế nào, đến Việt Nam truyền bá như thế nào, thì người Việt Nam là cái người trực tiếp với dân tộc Việt Nam, gần gũi dân tộc Việt Nam, biết những tánh tình, biết những tập quán, rồi mới ứng dụng lợi cho sự tu của mình, lợi cho sự truyền bá. Mình phải biết cái đó để rồi mình học, để mình ứng dụng theo. Thì như vậy nó mới là cụ thể, nó mới là thực tế. Tạo này mình chỉ biết ở bên kia thôi, không biết bên này. Đó là một cái đứt quãng đáng buồn đó, phải không? Bởi vậy cho nên học những cái điều này, tôi mong là tất cả quý vị đọc cho kỹ, hiểu cho rõ, rồi mình ứng dụng, để rồi mình thấy rằng Phật Pháp truyền tới Việt Nam có những cái hay, có những cái kỳ đặc riêng trên đất nước mình, chứ không phải không có. Rồi mình nương nơi đó, mình hiểu, mình tu,
và mình chỉ dạy cho đàn em sau này. Như vậy thì đàn em sau này học Phật, biết tổ, mà nếu không biết ông thầy được không? Thì nếu không có ông thầy thì ai cạo đầu xuất gia cho mình, ai truyền giới cho mình, ai dạy mình từ nhỏ tới lớn, phải không? Thì cái đó mình phải biết, chứ không thể nào không biết được. Bởi vậy nên là tôi nhắc tới nhắc lui rằng tất cả chúng ta phải có cái nhìn cho nó thực tế, đừng có cái nhìn phóng ngoại quá rồi quên mất cái gốc của mình. Vì vậy mà tất cả những cái bài học mà chúng ta học ở đây là tìm lại những cái hay từ những cái vị cư sĩ cho tới những người xuất gia thời trước mà truyền bá cho tới bây giờ. Những cái hay đó chúng ta kết hợp lại để mà chúng ta làm những cái tư lương nuôi mình và nuôi những người sau, để cho nó xứng đáng là những cái người tu sĩ Phật giáo Việt Nam, chứ còn không thì nó không xứng. Ờ, vậy.